Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tổng quan về nội dung trô cài N3. Trước khi vào video thì thầy xin hỏi mọi người một câu, đó là các bạn đã từng xem bóng chày của Nhật Bản rồi chưa? Hãy xem rồi đúng không? Và xem rồi thì chúng ta thấy như thế nào nhỉ? Có một người cầm quả bóng ném và một người cầm cái chày đánh, đúng không? Nếu mà đánh ra xa bên kia không bắt được và người đánh chạy này hình như là ghi được điểm thì phải. Hay là đánh mạnh bóng bay lên khán đài, đúng không nào? Thì sẽ được điểm thì phải, đúng không nào? Hãy, vậy thì chúng ta cũng nghe có cảm thấy rất là thú vị đấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu là gì, hiểu như thế thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu kỹ về cái luật lệ của nó, đúng không? Nếu mà chúng ta biết kỹ về luật lệ, học kỹ về cái luật chơi bóng chạy ấy, thì chắc hẳn là chúng ta sẽ cảm thấy thú vị hơn các bạn ạ. Đấy, tương tự như thế, khi mà các bạn nghe N3, đúng không? Các bạn không được học tổng quan, không được học luật lệ của N3, đúng không? Thì các bạn chỉ bấm vào cái bài nghe và biết là cái bài này nó có 4 đáp án như thế này, và nghe cái câu này thì chúng ta sẽ lựa chọn một trong 4 đáp án này, đúng không nào? Hay còn lại nội dung tổng quát nó như thế nào thì chúng ta gì nhỉ, không hiểu rõ, không hiểu cái luật chơi hay là không hiểu cái luật lệ của trô cài N3 như thế nào, đúng không? Hay vậy thì hôm nay, đúng không, vì trong video này thầy sẽ tổng quan tất cả mọi thứ cho mọi người để mọi người hình dung được N3 trô cài nó có những cái phần như thế này. Thế thì nào? Hay, nội dung trong video ngày hôm nay sẽ bao gồm địa điểm, nhân vật và câu chuyện. Tiếp theo đó là gì ạ? Tổng quan về đề thi, đúng không? Tiếp theo là giải đáp thắc mắc của các bạn. Và cuối cùng là mục tiêu cho trô cài N3. Được chưa? Hay, phần đầu tiên này, địa điểm, nhân vật và câu chuyện. Thì có rất là nhiều địa điểm nhé các bạn nhé. Thứ nhất, địa điểm ở đây là nhà ga. Đấy, nhà ga của chúng ta thì sẽ xuất hiện là nhân viên nhà ga và khách hàng, đúng không nào? Nhân viên nhà ga và khách hàng thì thường họ sẽ hội thoại như thế nào, có những câu chuyện nào khi mà xảy ra nhà ga rất là ít thôi, nhưng mà gì nhỉ, chúng ta cũng phải lưu ý đó là gì nhỉ, thứ nhất là gì nhỉ, thường sẽ là gì nhỉ, quên đồ, được chưa? Hay khách hàng quên đồ. Hay ngoài ra còn liên quan đến việc gì nhỉ, tàu bị muộn này, chạy chậm này, đúng không, bị chậm bao nhiêu phút các thứ này, hay là gì nhỉ, khách hàng gì nhỉ, không biết đường đi nên là hỏi nhân viên, đúng không, anh ơi cho em muốn đi đến chỗ kia thì đi như thế nào bây giờ. Đấy, ok chưa? Hay tiếp theo là gì ạ? Đến công ty thì có rất là nhiều tình huống mọi người nhá. Hay công ty thì có giám đốc này, sở cho này, bù cho này, đúng không nào? Hay là gì ạ? Cai xanh này, xanh này, được chưa? Hay họ thường nói chuyện với nhau về những cái gì, các bạn đi làm các bạn đều biết rồi, đúng không? Thứ nhất là gì nhỉ? Hay chỉnh sửa tài liệu, copy tài liệu, đúng không? Nộp tài liệu này, đúng không? Hay ngoài ra thì nhỉ, đen gôn là truyền tải lời nói, ví dụ như khách hàng đến gặp giám đốc nhưng mà giám đốc không ở đây thì mình là người tiếp nhận thông tin của khách hàng và mình truyền tải lại cho gì nhỉ, giám đốc các thứ, đúng nào? Hay là chỉnh sửa gì nhỉ, tài liệu, đúng không, rồi đưa cho giám đốc, ok chưa? Hãy nói chung là như vậy. Tiếp theo là xét sổ thì là gì nhỉ, tòa nhà thị chính thì ở đây thường liên quan đến tetsuzuki, tức là thủ tục hành chính, đúng nào? Tetsuzuki, ok chưa? Tiếp theo đến thư viện, đúng nào? Hay tosokan. Hay thư viện thì có gì? Chỉ có gì nhỉ? Mượn sách và trả sách. Đúng không nào? Hay đến hai địa điểm tiếp theo, đó là địa điểm gì nhỉ? Daigaku và Nihongo Gakko. Cái phần này xuất hiện rất là nhiều nên mọi người chú ý nhá. Hay ở daigaku thì có sensei, đúng nào? Có học sinh, gakusei, được chưa nào? Và sensei và học sinh thì thường nói chuyện với nhau về những cái gì? Thứ nhất là về reporto, đúng không nào? Hay là longbun, reporto bản báo cáo này, longbun là luận văn này, hay là gì nhỉ? Speechy này, đúng không nào? Hay bài phát biểu, được chưa nào? Ngoài ra là những cái vấn đề đó thì chúng ta cần phải lưu ý là gì nhỉ? Shimekiri, tức là hạn nộp của những cái đó, hay là thứ tự của những bài phát biểu, ai phát biểu trước, ai phát biểu sau, đúng không nào? Hay là việc lựa chọn giờ học của học sinh, cô giáo thì không hay có bốn cái giờ học như thế này, học hai học sinh nói chuyện với nhau, mày chọn giờ học nào? Đấy, kiểu dạng như thế nhá. Ok, tiếp theo đó là gì nhỉ? Spa, siêu thị và gì nhỉ? Restaurant, quán ăn, nhà hàng và siêu thị, được chưa? Trong nhà hàng và siêu thị thì có gì nhỉ? Tencho này, hay là tenin này, được chưa nào? Hay là khách hàng nữa, okeksan, được chưa nào? Thì ở đây liên quan đến gì nhỉ? Việc dọn dẹp, đúng không? Dọn dẹp quán này, đúng không? Bày này, bố trí này, những cái đồ vật này, đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Tencho gọi điện cho nhân viên bảo là nhỉ? Mai mày có đi làm được không, đúng không? Hay lịch đi làm như thế nào, đúng không nào? Hay là gì nhỉ? Đối ứng với khách hàng, ví dụ khách hàng gì nhỉ? Mua đồ xong ra trả tiền này, quý khách phải trả bao nhiêu tiền đấy, không tính tiền đấy, đúng không nào? Hay tiếp theo đó là cuối cùng đó là gì ạ? Gia đình, đúng không? Hay gia đình thì bao gồm các nhân vật như là gì nhỉ? Ông bà cha mẹ con cái này, vợ chồng với nhau này, phu phụ này, đúng không? Nội dung trong gia đình thì thường có những cái gì?
Đúng rồi, thứ nhất là gì nhỉ? Ví dụ như là trong ngày nghỉ chẳng hạn, đúng không? Chúng ta muốn đi du lịch, đúng không? Bố ơi, đi đâu đây? Đúng không? Hay mẹ ơi, đi đâu đây? Đúng không? Hay là gì? Hay là liên quan đến việc vợ thì bảo chồng: anh ơi, đi ra mua giúp em cái này cái, đúng không? Anh ơi, anh dọn hộ em phòng vệ sinh cái. Đấy, được chưa nào? Hay là bố mẹ hỏi con cái là gì? Mày đã học bài, là mày tập chưa? Mai đi thi rồi, như thế nào đó? Đấy, nội dung là như thế nhé. Hay, vậy là gì nhỉ? Chúng ta đã hình dung được tổng quan được là gì nhỉ? Hay, trong GPT, đúng không? Nó xuất hiện những cái gì? Đúng nào? Hay, à, trong những tình huống như thế này thôi, không có gì là khó cả. Ok chưa? Hay, và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào phần tổng quan đề thi N3. À, tổng quan đề thi, nghe hiểu N3 nhá. Hay, tổng quan đề thi này, nó sẽ có 5 môn đai, được chưa? Môn đai 1 sẽ có 6 câu, môn đai 2 6, môn đai 3 3, môn đai 4 4 và môn đai 5 9. Được chưa nào? Hay, à, trong môn đai 1 và môn đai 2 thì nó giống nhau, được chưa nào? Nó sẽ gì nhỉ? Cho chúng ta nghe một đoạn hội thoại và gì nhỉ? 4 đáp án lựa chọn nó ghi ở trong tờ giấy ạ. Và chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ lựa, sau khi nghe xong thì chúng ta lựa chọn xem đáp án nào là đáp án đúng theo những cái câu hỏi người ta đưa ra, được chưa nào? Tuy nhiên có một sự khác nhau một chút ở đây, đó là gì nhỉ? Môn đai 2 là gì nhỉ? Sau khi nghe cái câu hỏi đầu tiên á, à, được chưa? Thì chúng ta sẽ có thời gian để đọc đáp án, được chưa nào? Đọc đáp án, đọc 4 đáp án. Đây, 4 đáp án này chúng ta có thời gian đọc tầm khoảng 20 giây. Và gì nhỉ? Thì tiếp theo thì chúng ta mới nghe đến cái đoạn hội thoại, được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ nghe đến hội thoại. Ok chưa? Hay, cái môn đai 3 của chúng ta này, cái bài này nó nói về cái tổng quan của một câu chuyện gì đó. Ví dụ, một người đang nói về một cái gì nhỉ? Tình hình kinh tế một đất nước nào đó, hay là nói về văn hóa, hay là nói về chính trị, đúng không? Hay là nói về hiệu quả của cái thuốc này chẳng hạn. Được chưa nào? Hay là nói về một cái lễ hội nào đó, đúng không? Thì chúng ta phải nghe là à, người ta đang nói về cái lễ hội, người ta đang nói về hiệu quả của cái thuốc này, và chúng ta sẽ lựa chọn là sẽ, à, đây là đang nói về cái lễ hội hay là đang nói về cái gì hiệu quả của cái thuốc đó. Được chưa nào? Nghe nguyên của một bài nói chuyện, sau đó mới nghe câu hỏi và 4 đáp án lựa chọn, chứ người ta không bao giờ hỏi trước. Ok chưa? Hay tiếp theo, à, môn đai số 4 đúng không? Hay, à, thì môn đai có tranh, như mọi người có một bức tranh như thế này chẳng hạn. Trước hết người ta sẽ gì nhỉ? Cho chúng ta nghe một cái câu giải thích cái tình huống theo cái bức tranh này. Sau đó thì người ta sẽ cho chúng ta gì nhỉ? 3 đáp án để lựa chọn. Ví dụ như bức tranh này thì người ta sẽ đưa ra một cái giải thích tình huống như sau. Đó gì nhỉ? Hay, người con trai đang hỏi người con gái về cái đường đi đến bưu điện, đúng không? Vậy thì sẽ phải nói như thế nào? Tức là gì nhỉ? Cái người có mũi tên này, đúng không? Người có cái mũi tên là người con trai này sẽ phải nói gì? Đấy, và sau đó người ta sẽ cho 3 cái đáp án để chúng ta lựa chọn xem là chúng ta sẽ nên chọn đáp án nào đúng với cái tình huống này. Được chưa? Hãy con hiểu rồi chứ? Ok. Tiếp theo, cái môn đai số 5 đúng không? Hay, môn đai này thì chúng ta sẽ nghe một cái câu văn. Sau đó thì chúng ta sẽ có nghe 3 đáp án để lựa chọn. Sao cho gì nhỉ? Cái câu đáp án này nó phù hợp với lại gì? Cái câu văn mà người ta vừa đưa ra. Chẳng hạn như thế này nhá. Mình gặp một người như thế này và mình sẽ hỏi: "À, ogenki desu ka?" Đấy, đấy là câu gì nhỉ? Câu văn đầu tiên. Xong bắt đầu nghe 3 đáp án lựa chọn. Thứ nhất: "Hai, genki desu." Số 2: "Domo arigatou." Số 3: "Ie, chigaimasu." Đấy, vậy thì đáp án là số mấy? Số 1, đúng là "Ogenki desu ka?" "Hai, genki desu." Là đáp án chính xác nhất. Ok, vậy là gì nhỉ? Tổng quan của đề thi N3 nó là như thế này thôi, không có gì là khó. Các bạn hiểu chưa? Ok, rồi, tiếp theo thầy sẽ giải thích một cái câu hỏi, một cái gì nhỉ? Thắc mắc của các bạn đã từ rất lâu rồi, đó là gì nhỉ? Hãy, câu hỏi này rất là hay. Thầy ơi, em nghe kém quá, phải làm như thế nào bây giờ? Hãy, thực ra cái câu hỏi này rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải tìm nguyên nhân trước. Nghe kém là ở đâu? Thứ nhất là chúng ta nghe rất là ít, đúng không nào? Nên là gì nhỉ? Ví dụ trong N4, N5 chúng ta được nghe rất là ít, nên là chúng ta nghe kém là phải thôi. Được chưa nào? Hay là chúng ta vừa mới bước vào phần nghe N3, đã nghe được cái gì đâu mà biết, đúng không? Nó chẳng nghe kém. Được chưa nào? Hay là gì nhỉ? Thiếu từ vựng. Thứ hai là chúng ta thiếu từ vựng và ngữ pháp. Đấy, được chưa nào? Từ vựng ít, ngữ pháp ít, khi mà người ta nói đến cái từ vựng đấy không hiểu cái gì, người ta nói đến ngữ pháp đấy thì mình không hiểu cái gì, thì làm sao mà nghe được, làm sao mà chọn được đáp án đúng. Ok chưa? Hay, vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải nghe nhiều. Ok, không phải chúng ta nghe bài này xong là xong đâu, mà nghe bài này chúng ta phải hiểu kỹ rằng nội dung của cái bài này nói gì, nghe đi nghe lại cái bài này. Được chưa nào? Hay, trong những cái video tiếp theo thầy giảng thì gì nhỉ? Hay, thầy đã set up
cái nội dung của cái video đó là chúng ta sẽ nghe xong, sau đó thầy giảng, sau đó thì đến phần chúng ta phải nghe lại một lần nữa. Bởi vì nhỉ, đầu tiên chúng ta nghe không hiểu, nhưng mà tiếp theo thầy giảng kỹ rồi, à hóa ra nó như thầy, đúng không? Thì chúng ta cần phải nghe lại một lần nữa để chúng ta thấu, thẩm thấu vào đầu chúng ta, à nó là như vậy. Ok chưa? Ok chưa? Hay. Và phần tiếp theo đó là chúng ta cần phải học cẩn thận cái chặng 1, đúng không? Trong cái khóa học trên Dũng Mô đi. Đấy chứ nào? Chặng 1 là chặng gì đây? Đây nó nằm ở đây. Nó bao gồm gì nhỉ? Chữ Hán này, từ vựng ngữ pháp này. Chúng ta phải học kỹ, học hết luôn. Ví dụ các bạn nào mà mới học được tầm khoảng 29% như thế này thôi là phải học lại, đúng không? 50-60% thì gì nhỉ? Mới chuyển sang học nghe được một chút. Nhưng mà thầy gì nhỉ? Khuyên các bạn một điều là các bạn nên học thật là kỹ 80-90% hoặc là 100% trong cái phần này. Sau rồi chúng ta mới chuyển sang phần nghe cho thầy nhá. Nhớ chưa? Ok, thì khi mà chuyển sang phần nghe thì chúng ta mới không bị bỡ ngỡ. Khi mà chúng ta gì nhỉ? Gặp những cái từ vựng hay là ngữ pháp nào chúng ta đều học rồi biết rồi, thì chúng ta nghe 1-2 lần, 3 lần chúng ta thấm luôn vào đầu, thì chúng ta gì nhỉ? Không bao giờ sợ nghe nữa, không bao giờ nghe kém cả. Ok chưa nào? Hay là kể một cái câu chuyện như thế này này. Có một cái cậu em á, cậu vừa mới đi học bằng lái xe thôi. Thế là gì nhỉ? Hôm nọ vừa mới gặp. Cách đây nửa năm khi mà mình gặp cậu ấy thì cậu ấy bảo là: "Anh ơi, em lái xe kém quá, vừa mới học được 1-2 tuần xong rồi đi ra ngoài đường rất là sợ, đúng không?" Đấy, thấy không? Thế nhưng mà gì nhỉ? Thế nhưng mà sau nửa năm gặp lại á, đúng không? Nửa năm gặp lại thì mình thấy anh ấy thì mình bảo là: "Tại lái xe đỉnh phết nhỉ?" Thì cậu ta trả lời rằng là nhỉ: "Em ngày nào em cũng đi làm bằng xe. Đấy, cuối tuần là đưa vợ đi về nhà ngoại hay là đi chơi, đi Lào Cai, Hạ Long, Hải Phòng đều đi hết." Đấy, kiểu như thế. Thì các bạn tưởng tượng là nửa năm, sau nửa năm, đúng nào? Đấy, sau nửa năm gặp lại thì gì nhỉ? Thì cậu ta bảo rằng là: "Ngày nào em cũng lái xe đi làm." Đấy, tức là ngày nào cậu ta cũng luyện tập, hay là kể cả đến cuối tuần cũng này đưa vợ đi đi tất cả mọi nơi, khắp mọi nơi. Đấy, thế nên là gì ạ? Thế nên giỏi là đúng rồi, lái xe giỏi là đúng rồi. Tương tự như thế chúng ta cần phải nghe thật là nhiều, thật là kỹ rồi nhá. Ok chưa? Hay, cuối cùng, mục tiêu của đề thi nghe hiểu đó là gì? Chúng ta cần phải đạt được 55 điểm đến 60 điểm cho thầy nhá. Bởi vì thực sự nghe N3 nó không khó một chút nào. Tất cả một bài đều dễ. Ok chưa? Hay, vậy thì hãy luyện tập cùng thầy, xem hết tất cả các video cùng thầy nhá. Ok nha, nếu mà chúng ta đạt được 55-60 điểm thì việc thi đỗ N3 của chúng ta nó nằm trong tầm tay rồi các bạn ạ. 60 điểm đi, chốt luôn 60 điểm đi, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn có phần từ vựng ngữ pháp này, đúng không? Chữ Hán thì chúng ta đạt được phần đấy, mục tiêu của chúng ta là gì nhỉ? 50 điểm đi, 55 điểm đi, đúng không? Cộng với phần gì đọc hiểu, nếu mà kém quá thì từ 30 đến 40 điểm đi, đúng không? Đấy, thì tổng điểm của chúng ta là 140 điểm, 150 điểm, 160 điểm là chuyện quá là đơn giản, đúng không? Ok, rồi, thầy chỉ chén gió vậy thôi, nhưng mà chúng ta thì nhỉ, cố gắng nhá, cố gắng từng ngày một nhá. Hãy để cho gì nhỉ, từ cái việc chúng ta sợ nghe thì chúng ta sẽ chuyển sang cái việc là gì nhỉ? Chúng ta thích nghe, à bài nghe này hay quá, đúng không? Mình phải đem những cái bài hội thoại trong bài nghe này thì nhỉ, đem ra cuộc sống hàng ngày để gì, nói chuyện với người Nhật thôi, đúng không nào? Hay, ok, vậy là video tổng quan về gì nhỉ? Thi N3, đúng không? Hay, đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo nha. Bye bye.